Vậy những gì tôi nói với anh nãy giờ có đúng không? Dạ thưa anh, đúng. Đúng đúng không? Rồi, anh có nhớ anh này không? Xã sao rồi? Hả? Xã sao? Khoan hỏi bà xã đó. Nói chuyện này đi giờ, sao? Sao? Sao bây giờ theo anh như thế nào? Anh có lừa tiền của anh này không? Cái này là không phải là lừa. Là... Tôi hỏi anh 1.000 đô và 1.900 đô của anh lấy của người ta để anh làm gì? Anh đến anh mượn người ta, giống như anh mượn tôi 300 đô vậy, để anh đi về Mỹ. Anh trả lời sao 1.900 đô của người ta? Ngay kể cả người thân mà anh còn dám chơi cái trò này. Chưa kể là ở 3 ngày tôi vẫn đi ăn nhậu, tôi lo hết 200 mấy chục đô của tôi nữa. Bây giờ em trốn chui giống nhũi như con chó, chứ đâu phải em sung sướng gì đâu. Người ta giúp anh mà người ta phải trốn, dây mượn nợ người ta trốn. Anh dầm mặt người ta, anh tháo mắt kiếm anh dầm mặt người ta. Những hành vi của anh là? Em vừa lo cho ăn, em vừa đưa tiền cho. Rồi vừa... Em buôn bán. Ta buôn bán là kiếm từ đồng từ cấp. Giờ mẹ con em phải đi xuống đường Mai Chí Thọ bán. Của mà... chị tổng cộng số tiền là bao nhiêu? Dạ 11 triệu. 11 triệu. Khi mà anh tìm tới tôi là tới cái ngày anh trả quả rồi đó. Anh đừng nghĩ anh tìm tới tôi là anh hãnh diện anh lừa được thêm bao nhiêu người nữa. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân. Thì bữa nay là ngày 22 Tết, 22 tháng Chạp năm 2020 âm lịch. Thì do công việc của Sang quá nhiều cho nên nó cuối năm Sang tắt thở luôn, không có thời gian mà chờ tới chờ lui, quá nhiều hoàn cảnh để mà đi giúp. Cũng không có thời gian mà đi tới lui để mà xác minh giúp cho nhiều hoàn cảnh nữa. Lời đầu tiên gửi lời chúc sức khỏe đến cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng như quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay Sang có số việc với lại quay trở lại gặp cái anh Tư. Anh Tư Tú ha. Anh Tú thì Kevin phải không? Dạ, Kevin. Kevin, người quốc tịch nước ngoài. Thì có chị Lưu Nguyễn gửi 400 đô. Và một ai nữa là gửi... nói chung là 700 đô. Rồi anh gửi cho Kevin Nguyễn, rồi ở tên Việt Nam là Tú. Thì ngày hôm nay Sang muốn, trước khi trao số tiền thì Sang muốn ghi hình để cho cô chú anh chị biết là Sang đã trao tiền. Thì bây giờ anh Tú có thể cho tôi hỏi là tên đầy đủ anh là gì? Trần Ngọc Tú. Trần Ngọc Tú. Dạ. Rồi ngày hôm nay tôi tiếp tục để mà định trao số tiền cho Mạnh Thường Quân gửi cho anh. Dạ. Anh có đồng ý để tôi ghi hình không? Dạ đồng ý. Dạ. À. Dạ. Rồi bây giờ ha, thì anh kể sơ lại câu chuyện của anh như thế nào? Từ đầu luôn hả anh? Cái câu chuyện của anh là anh xin tiền mua vé máy bay, lý do sao anh về? Dạ. Tôi trước nhất là xin chào tất cả ông bà anh chị em đồng minh quân đất nước Việt Nam. Tôi là quốc tịch Mỹ, ba người Mỹ, mẹ người Việt Nam. Nhưng tôi về Việt Nam cũng trên 2 năm nay. Trong chuyến đường tôi đi thì tôi nói chung thì không có thích kể là những gì mình làm, nhưng mà những gì mình làm tự lương tâm mình biết. Nhưng mà đây là sự cố đột ngột xảy ra, thì ba đang nhập viện, là bác sĩ báo rằng là chắc có thể thời gian không có được dài lắm. Thì cái số tiền mà hiện tại giờ Kevin thiếu, thì khi có người giới thiệu để tìm tới Mạnh Thường Quân của anh Sang này, là từng gì rồi anh ta cũng đã giúp cho em một số vốn đủ mà lên trên đường. Nhưng mà phải đi khám thử máu, rồi phải đi, nói chung là bắt chạy tới chạy lui để giấy tờ hồ sơ sắp sửa để cho thành công để mà lên máy bay. Thì
thật sự tôi rất là sự thiếu thốn, không phải là cuộc sống thiếu thốn gì, nhưng mà cái sự đột ngột xảy ra như vậy thì tôi cũng cảm ơn Chúa là có một cái hội Mạnh Thường Quân như thế này để mà giúp những trường hợp như tôi hoặc là những anh chị em khác trên và lĩnh vực những sự cố xảy ra. Thì không có gì bằng nói gửi lời cảm ơn thì không biết bao giờ nó mới hết được. Nhưng Tú biết làm cái gì sau khi Tú trở về nước, đặt chân tại nước Hoa Kỳ, tại Washington DC, thì lương tâm của mình tự trả lời. Trước nhất là tôi cảm ơn tất cả những gì mà Mạnh Thường Quân đã hiểu được những cái hoàn cảnh tôi. Tất cả những gì tôi nói đây là điều sự thật cả. Thì tôi một lần nữa tôi cảm ơn chân thật. Nói chung là anh Kevin á, anh nói anh về nước là do ba anh bệnh nặng ở phía bên bệnh viện ở bên nước ngoài là đã báo với anh. Dạ. Và phải về gặp cha gia đình gấp, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Cha làm bên trong Nhà Trắng. Dạ. 92 tuổi rồi. Rồi trước kia anh cũng có mấy tình neo vậy á. Nói chung là làm neo thì không biết nên nói là không. Nói chung thì cũng Việt Nam ở bên Mỹ thì đa số như là làm neo hết. Nhưng mà mình cũng được sự may mắn là được làm chủ được 17 năm. Thì sau khi đó mình bán hết tất cả để mà sắp xếp cái con đường của mình để mà về sau này mình trở về Việt Nam. Trên chuyến đường về Việt Nam này á, là mục đích mình đi để mà lấy giữ thông tin, tìm hiểu thêm những cái hoàn cảnh, những nông thôn hoặc là những nơi mà cần sự bầu trợ hoặc sự giúp đỡ. Nhưng chính bản thân tôi đây, tôi cũng đã từng bị coi như là lừa trong thời gian qua. Nhưng mà điều đó đối với tôi thật sự củ đi thấy người. Miễn trời đất ban cho tôi sức khỏe là tôi ok rồi. Cho nên là tôi cũng sự, cho nên là sự đột ngột nhưng mà cũng là sự may mắn để mà biết được anh Sang như thế này. Thì tôi muốn giữ cái sự đoàn kết này sau khi tôi trở về nước. Để mà về sau này nếu tôi có muốn trở về đây để mà cộng tác làm trên chiến đường, để mà đi giúp đỡ những ông bà khó khăn hoặc là những các em bé nơi mà cần sự giúp đỡ vào trường học, thì nhiều thì tôi không có, nhưng mà chia sẻ những gì tôi có tôi sẵn sàng. Cho nên là cái việc của anh quay về Mỹ là cũng cần gấp mà để mà anh quay về Mỹ. Nhưng bữa Sang có hỏi trong mùa dịch Covid thì người ta có cho nhập về, người ta có cho vô Mỹ hay không? Rồi anh nói có cho vô, bên phía bệnh viện người ta báo là anh phải quay về để lo cho cha. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Thì nói tới về cái bên phía Hoa Kỳ á, thì Sang không có gần, không có biết gì nhiều. Ở trong bệnh viện á, thì hầu như là bệnh nhân á, là nhà nước cũng như là bác sĩ người ta lo tất tần tật tận răng. Dạ đúng rồi. Có đúng không anh? Dạ đúng rồi. Bây giờ người ta chỉ kêu anh quay về để nhìn mặt cha thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Và cái thứ hai em hỏi anh, trong 17 năm anh làm neo chắc chắn là anh phải có bạn bè nhiều. Nói chung là bạn bè nhiều, nhưng mà anh, cái cuộc sống của em á, thì bạn bè người Việt Nam cũng có, người Mỹ cũng có, nhưng mà cái người lối sống của người Mỹ á, nó không giống như cái người Việt Nam của mình mà mượn chia sẻ hay là bất cứ điều gì biết cuộc sống ai nấy xong. Cũng như là chẳng hạn như là đi ra một bữa ăn đi mà ai nấy trả, không ai nợ ai hết. Hoặc cái không, nó cái cuộc sống của người Mỹ nó rất là ngay thẳng đâu nhà đó, nó không có giống như cái người Việt Nam mình. Hôm nay mình giúp người bạn, ngày sau người bạn sẽ giúp lại, anh hiểu không? Cho nên là em không có đụng chạm tới vấn đề điều đó được. Dạ. Nó thôi, thẳng là như vậy. Dạ. Cái thứ hai nữa thì không mỏm sao anh không chạy qua đại sứ quán nhờ từ sự can thiệp của đại sứ quán. Khi mà mình có việc gấp á, đại sứ quán Mỹ, người dân của họ, họ đều can thiệp giúp dù bất kỳ ở trên đất lãnh thổ đất nước nào trên thế giới này. Đúng, anh nói đúng. Cách đây 6 tháng em bị, em vừa rồi em cũng đã kể với anh, em giúp một người ở chung trong khách sạn với em, thì cái thằng này cũng như là trở ngược trở lại thì cướp hết tất cả của em. Thì em cũng đã lên tòa đại sứ quán, thì tòa đại sứ quán nó cũng làm tất cả giấy tờ rồi giúp em trong thời gian mà ở khách sạn là kia khách nọ, thì nó cũng đã qua một cái trường lớp rồi. Thì bây giờ em trở lại nói á, thì nó nói là tất để điều đó mình phải tự túc. Như là anh biết không, cái trình tòa đại sứ quán á, nó làm việc theo cái từng lớp.
nó điều tra trong cái danh sách của anh là cái mức lương anh làm ở bên Mỹ một năm bao nhiêu, một tháng anh thu nhập bao nhiêu. Nếu anh dưới cái mức lương đó thì tòa đại sứ quán ở đây á, nó sẽ đầu tư, nó sẽ giúp đỡ cho anh tất cả. Nhưng mà dưới hai trường hợp, nếu anh đi du lịch thì khác, còn nếu mà anh đi lao động thì khác. Còn cái trường hợp như em á, trong danh sách là anh đi lao động, anh hiểu không? Còn dù như anh đi du lịch á, thì anh bị mất giấy tờ hoặc tất cả một điều gì đó, thì anh lên tòa đại sứ quán anh trình bày lý do nào thì nó sẽ ủng hộ anh điều đó. Dạ, nó có rất nhiều trường lớp đúng không anh, chứ nó không phải là cái gì nó cũng giống nhau hết. Dạ, dạ. Cái thật sự mình là người công dân của Mỹ mà mình gặp nạn ở bất kỳ trên cái lãnh thổ quốc gia nào trên thế giới này, không cần biết anh là giàu hay nghèo, chỉ cần anh là công dân của Mỹ thì họ sẵn sàng giúp đỡ anh quay về nước. Không đúng cần rồi, biết là anh rồi. Phải có tài sản hay có thu nhập thì họ mới giúp. Thì tôi em hiểu năm nay nó là vậy. Không, anh nói đúng. Nói chung là em cũng lên trên đó rồi cũng trình bày. Cái đó là bước đầu tiên em chạy lên trước nhất á. Nhưng mà cái kiểu như là sau quần tới sau quần lui, anh hiểu không? Thì em cũng hiểu lý do, cho nên là em mới là thôi bây giờ bắt buộc em phải ra chạy về cộng đồng thôi. Còn cái chờ đợi và trong cái tòa đại sứ quán thì không biết có bao giờ mới xong. Cho nên là nó có cũng trình trường hợp anh ạ. Hôm ổng anh có nhớ là tôi nói với anh câu gì không? Khi tôi giúp anh á, là anh nói là anh có 17 triệu 500 ngàn. Còn thiếu cọp lưu đem chỗ khác. Anh thiếu tiền mua cái vé máy bay 23 triệu mấy trăm ngàn. Thì tổng cộng anh thiếu gần 6 triệu đồng nữa, là khoảng tầm 300 đô la Mỹ. Thì tôi gửi luôn cho anh là 400 đô. Tôi sợ anh đi đường không có tiền để anh. Nhưng tôi có nói một câu là số tiền này của tất cả quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước tin tưởng gửi đây cho tôi, đó là đồng tiền mồ hôi xương máu của mọi người. Đúng rồi, anh công nhận như đó. Để giúp cho những người nghèo, đôi khi những người nghèo với cái số tiền 300 đô la này đối với họ là một cả một cái tài sản. Cho nên tôi mong rằng cái câu chuyện này nó là đúng đắn. Chắc chắn 100% là đúng đắn. Để mà có sự giúp đỡ của người khác, không đặt sai dầu vào chỗ khác. Đặt sai chỗ. Và đồng thời á, cái vấn đề ở chỗ là tôi chấp nhận giúp anh, nó có hai khía cạnh. Tôi không cần suy nghĩ. Đối với tôi giúp bất kỳ một hoàn cảnh nào tôi xác minh rất là kỹ trước khi tôi giúp, vì đó là đồng tiền xương máu của mạnh quân cực khổ để làm ra, để dành cho người nghèo. Đúng rồi. Nhưng riêng anh tôi không cần suy nghĩ. Đây tôi có hai mục đích, tôi nói luôn cho anh biết. Mục đích thứ nhất là trên con đường thiện nguyện 10 năm nay tôi đã nhận hồng ân của tất cả quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, đặc biệt là các cô chú anh chị ở kiều bào hải ngoại. Thì họ đã cùng kề vai sát cánh với tôi để giúp đỡ cho bà con nghèo trên lãnh thổ đất nước Việt Nam của chúng ta, để giúp đi những cái xóa bớt những cái sự nghèo và đói, để chung tay xây dựng một cái tương lai mới, giúp ích cho cộng đồng, giúp ích cho đất nước. Thì điều đó là tôi luôn luôn lúc nào cũng phải hoan nghênh và tri ân họ. Và tại sao tôi giúp anh á, tôi nói là có hai điều kiện ở đây. Thứ nhất là anh nói là anh người nước ngoài, anh quốc tịch Mỹ, thì tôi không biết đâu đó anh có bà con, anh em thân thích gì, những người đã từng gửi tiền cho tôi để mà giúp đỡ cho những người khác hay không. Đó, tôi không biết anh có quen biết với những người mà mạnh thường quân mà gửi tiền cho tôi để giúp đỡ cho người nghèo tại Việt Nam. Thế cho nên thì cái việc đầu tiên tôi muốn giúp anh đó là cái tấm lòng để tôi tri ân đến mạnh thường quân. Và tôi không có cái sự thể hiện phân biệt giàu hay nghèo. Tại vì tất cả những người nước ngoài khi mà đến Việt Nam, biết đâu được họ bị xa cơ thất thế, họ bị lỡ đường lỡ bước, thì họ đi xin, anh cũng nói anh từng đi xin ta, ta không cho, đúng không? Thì không ai giúp đỡ hết. Thì tôi với cái số tiền nó đối với người nghèo lớn lắm, nhưng mà đối với tôi thật sự cái số tiền đó nó ý nghĩa mà nó lớn, nằm ở chỗ cái con người. Đúng rồi.
cái từng con người đối xử với nhau. Tôi sẵn sàng tôi giúp cho anh là tôi tri ân Mạnh Thường Quân, vì anh cũng là người nước ngoài đặt chân về Việt Nam, lỡ đường lỡ bước tôi sẵn sàng tôi giúp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi muốn giúp anh ở đây là nó liên quan tới vấn đề anh là một trong những cái người, anh nói anh là thầy giáo, yes. Anh nói anh bên đạo Tin Lành, yes. Rồi anh cũng có phát tâm đi thiện nguyện để mà cha anh bị bệnh ở bên nước ngoài, rồi ở đây anh không thể nào quay về gặp được cha anh vì không tiền, yeah. Đó là cái điều thứ hai, vì lòng con người, vì lòng nhân, cái cư xử con người với con người. Đúng rồi. Anh nên nhớ, tôi giúp anh điều thứ hai, đó là cư xử con người với con người. Để tôi giúp anh, tôi sẵn lòng tôi giúp anh. Và trước khi tôi đưa tiền anh, tôi có nói một câu là nãy tôi xin lặp lại lần nữa, yeah. Đối với người nghèo, số tiền này tôi giúp họ đó là một cái tài sản lớn lắm đối với họ, yeah. Cho nên tôi mong rằng câu chuyện của anh kể ra, yeah, đó là sự thật. Để đồng tiền này nó mang đậm chất cái ý nghĩa tình, nhân văn, tình con người, yeah. Chính như vậy tôi mới sẵn lòng tôi giúp anh. Thì thật sự anh có đảm bảo với tôi là những gì anh nói là đúng sự thật? Em xin nói với anh Sa một điều. Trên chuyến đường em bay tới mười mấy tiếng, tất cả những gì em đã làm với anh và đã nói với anh, đó là thật từ đáy lòng của em. Do lại là em chắc có lẽ là em không có nên nói bây giờ, nhưng mà ba em á, là em cũng nói với ba em là em trên đường chuẩn bị bay về, là từ đâu em có cơ hội để bay về nước. Thì ông già rất là bức xúc, ông nhưng mà để em về tới nơi tới chốn rồi em sẽ gọi cho anh, rồi anh em mình sẽ nói chuyện sau, cái điều đó nó hay hơn, em không có nên nói bây giờ. Thì tất cả những gì em nói được trước và bây giờ là tối ngày mai là em sẽ lên đường để mà trở về nước. Thì cũng như lời anh nói, tất cả những gì anh giúp em là vì lòng con người, thì điều đó là em sẽ mà đón nhận tất cả những gì mà lời, những từng câu và những từng lời anh nói em sẽ ghi nhớ trong trái tim của em. Nói chung là em năm nay cũng là 51 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa. Thì cái vấn đề điều này nó không phải là một cái mà giỡn cùa. Tôi cũng không có phải để mà nói bằng nó sợ ta bằng kiểu như là nói thôi chứ không có một ý nghĩa, thì cái điều đó em không thể sống được. Ok. Dạ. Thì tôi mong rằng nó là sự thật. Dạ. Và bây giờ tôi chính thức cho anh biết, đối với tôi á, thì từ nào giờ tôi giúp một ai đó, trong mắt tôi nhìn ra người đó thật hay giả tôi biết. Dạ. Cái nắm tay của tôi vô cơ thể bất kỳ người nào không phải là đơn giản. Thì chắc có lẽ anh chưa biết về tôi nhiều. Tôi nắm tay vô người thật hay người giả, tôi nắm vô người đó tự động quả nó sẽ chỗ. Anh bên đạo Tin Lành như thế nào anh không, tôi không biết. Dạ. Anh có hiểu về cái nhân quả của nhà Phật không? Em có hiểu về chút chút thôi. Rồi. Tôi nắm tay vô người đó, nếu người đó là người thật, phước nó sẽ chỗ. Tôi nắm tay vô người nào không thật, quả nó sẽ chỗ. Tôi khoe khoang, tôi hay. Vì mỗi chúng sanh, mỗi con người chúng ta trên trái đất này, nếu ta có lòng tin ở nơi Đức Chúa Trời, thì các vị đó luôn luôn lúc nào cũng hiện lên. Nếu như ta có lòng tin ở Phật Pháp, thì các vị đó luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu. Và các vị đó sẽ nhìn ra được cái sự thật hay là giả dối. Ở trên thế gian này, bất kỳ con người ta, nếu anh làm việc thiện thì cái tốt nó mãi mãi nó lưu truyền, yes. Nếu anh cố tình anh làm những cái việc bất thiện thì đó là cái mồ sâu để chôn chúng ta, không có một cái lối thoát. Mà cái điều trong chúng ta làm bất thiện, cái quả đó nó sẽ chỗ ngay trong nay mai, chỗ nhanh hay chậm
tùy theo cái nghiệp của mình tạo nhiều hay ít. Nhưng ngày em nói tôi nắm tay của anh, nó thật sự anh tạo quá nhiều. Ngày hôm nay tôi ngồi đây tâm sự với anh, tôi cho anh biết anh tạo quá nhiều nghiệp. Không hiểu cái đó lắm. Anh không hiểu đúng không? Giờ em nói thật, nó nói cho anh dễ hiểu. Nghiệp tức có nghĩa là thân, tâm, khẩu, ý, hành động của mình. Mình làm những cái điều bất thiện, mình làm những cái điều gian dối, mình làm những cái điều ác. Điều đó xuất phát từ tâm, thân, khẩu, ý của chúng ta. Mà ta làm không phải là với một ngày, một bữa, ta làm nhiều lần, nó thành một cái tội ác lớn. Thì cái nghiệp đó, quả đó, nó sẽ trổ ngay tức thì. Cái chuyện đẹp thì nó phơi bày thế gian, giống như một cái cành hoa đẹp mà nó mọc lên, nó trổ hoa, nó tươi tắn, nó đẹp lên, ai đi ngang cũng nhìn thấy cái sự đẹp. Còn một cái cây gai gốc mà nó cằn cỗi, nó xương xốc, nó mọc lên thì nó phơi bày lên tất cả những cái sự xấu xa của cái cây đó. Thì đó là cái việc mà anh đã làm không thể nào mà anh xóa được. Bây giờ anh lấy được tiền ngày hôm nay, nhưng ngày mai lương tâm anh sẽ cắn được. Tối anh ngủ, anh đi đứng nằm ngồi trong đầu anh cũng nghĩ, bữa nay ok mình lấy được này mấy trăm, mà mai mình lấy kia được mấy trăm, nhưng gắng cố gắng làm lấy này mấy trăm nhớ là mai mốt đừng quay lại. Tôi nói ví dụ để cho anh hiểu, anh hiểu không? Đó cho nên tôi mới nói với anh, cái việc gì cũng vậy, nó đều có cái nhân cái quả hết. Nếu chúng ta gieo cái việc thiện lành thì cái nét đẹp nó được phơi bày. Nếu chúng ta mà gieo cái nghiệp xấu thì cái việc xấu đó là một cái hố sâu, là một cái vực thẳm khó lòng để mà mình trồi lên. Dù mình có biến quá đi chăng nữa, mình có tàn hình đi chăng nữa, một lúc nào đó mình đi trên đường gặp những người khác, người ta biết cái mặt Kevin này là cái mặt lừa đảo. Anh hiểu không? Dạ. Cho nên thì tôi chỉ nói đơn giản với anh là như vậy. Trước lúc tôi đưa tiền anh, tôi hỏi anh một lần nữa, với tôi anh có đi xin những người khác với cái câu chuyện như thế này chưa? Nếu mà trước khi gặp anh thì có. Xin anh. Ở chùa. Xin ở chùa. Dạ. Nhưng mà không có sự kết quả. Dạ. Không có kết quả. Dạ. Và không cho. Dạ. Rồi còn ai nữa không anh? Rồi em có gọi cho trước khi mà gọi anh đó là cái gì, anh Phong anh gì đó. Dạ, em có gọi cái người đó. Thì Phong nào? Phong Bùi, Phong gì á? Phong Bùi. Phong Bùi, Phong Bùi gì đó. Dạ. Em cũng không có biết rồi, nhưng mà có người ta giới Phong thiệu. Bùi. Dạ, người ta giới thiệu là chưa? Dạ. Qua xin chưa? Em gọi người đó xong là thì không gặp được cái trực tiếp giống như anh, mà gặp qua một cái chị nào đó. Thì cái chị đó chị nói là có gì chị trả lời. Đó thì em cứ chờ, nhưng rồi cuối cùng em không thấy có cái kết quả. Rồi là em biết anh là do một người gáp, rồi người ta giới thiệu em. Em cũng không biết vô tìm anh bằng cách nào hết, rồi ảnh vô trong ảnh lục ra, rồi anh nhắn tin qua cho em, và em mới biết là cái địa chỉ ở đây, đây thôi, trực tiếp anh thôi, chứ còn thật sự là em cũng không biết tìm anh bằng một cách nào luôn. Nói chung là chưa có xin được. Dạ. Chưa xin được ai. Dạ. Tôi mong rằng là vậy. Dạ. Không, cái này là em thề với anh Sang. Rồi. Thật sự. Dạ. Giờ quay lại cái vấn đề chỗ này. Thật sự ra tất cả mọi người á là nghĩ tôi chuyên môn gặp những cái người lừa đảo, vì cái lòng tôi nhẹ dạ, tôi hay thương người, tôi gặp những người lừa đảo, mọi người nghĩ vậy. Nhưng mà sai. Những người lừa đảo, họ lừa đảo ở đâu tôi không còn biết. Họ vẫn nhẫn nhơ ở bên ngoài, họ lừa đảo tiếp, không ai phát hiện.
Nhưng mà họ đến tìm tôi, đó là thời khắc cái nghiệp, cái quả, tâm bất thiện của họ sắp sửa chỗ rồi anh ạ. Mà khi gặp tôi là chắc chắn những người xấu đó sẽ bị hiện hiện hình. Về đường tâm linh tôi không có dám nói nhiều ở đây. Em hiểu, ý anh. Thì cho nên á, thì anh cũng nằm trong một cái số những người đó. Tôi dám đưa tiền cho anh được, và tìm mọi cách để anh quay lại. Dù anh có ở đâu trên cái lãnh thổ đất nước Việt Nam này, tôi cũng vẫn gặp anh được anh. Thật ra cái câu chuyện mà tôi nói người ta gửi tiền cho anh có đó, để tôi đưa tiền cho anh đấy. Nhưng mà tại sao những cái người bán bánh tráng trộn mà anh cũng để lại xin tiền người ta, mượn tiền ta? Bánh tráng trộn xin tiền là có không? Những người nghèo khổ sống gần ở chỗ khu vực khách sạn của anh lại xin họ hết. Bánh cũng với một cái câu chuyện này. No, anh không anh. Bánh trắng trộn thật. Những người bán trái cây, những người bánh tráng trộn, những người ở hàng xóm dừng khu vực khách sạn của anh ở. Thậm chí anh còn kể là kể cả luôn á, là anh gieo dắt lên cái người cho anh thuê khách sạn mà anh không thanh toán tiền. Và anh gieo dắt lên những cái người mà chạy gáp để nó đứng ra ký giấy nợ trả tiền giùm cho anh. Do anh hứa không, người ta để anh về nước anh trả lại. No, cái đó không có đó, anh Sàng. No. Dạ không anh Sàng. Rồi anh có mượn cho những người, anh những người mà anh cũng dựng lên câu chuyện của tôi là anh mượn của người ta 1.000 đô, 1.900 đô gì có không? Dạ không anh Sàng, không. Rồi thì nếu mà anh nói không có, tôi mong rằng cái việc đó là không có ha. Rồi anh có biết là ở Việt Nam mình mà anh dính vô cái tội mà lừa đảo, lừa gạt người khác, anh không có ngày anh quay về Mỹ không? Em biết cái luật đó anh. Bất cứ em ở nơi nào em đều biết cái luật hết. Rồi. Em sống theo luật. Tôi làm việc từ xưa tới giờ, tôi giúp ai đó, đó là tôi lặp lại cho anh biết nha. Riêng anh là tôi tri ân những mạnh thường quân nước ngoài. Cảm ơn anh. Vì anh là người Việt Kiều. Tôi không phân biệt cái chữ Nhi Kiều. Tôi tôn trọng anh, tức là tôi tôn trọng tất cả cô chú anh chị ở hải ngoại. Và điều thứ hai tôi giúp anh á, vì lòng nhân, lòng con người với nhau. Chúng ta không nên lừa dối lẫn nhau. Để chúng ta trục lợi lên trên cái sự đau khổ của người khác. Đó là cái hành vi bất thiện. Nó ác còn hơn ta cầm thú nữa nè. Em thắc mắc cái vấn đề mà anh mới vừa nói, bánh trắng trộn này kia khác nọ, cái điều này em rất là thắc mắc. Anh thắc mắc đúng không? Không có cần tôi kêu nhân chứng không? Không có cần tôi đưa nhân chứng gặp anh ba mặt một lời không? Trong cái thời gian đó là lúc nào anh có thể nhắc cho em biết được không? Anh không nhớ. Tại vì trong... anh đã lừa dối rất nhiều người mà anh không nhớ. Tôi tin chắc đêm nằm mộng lúc nào anh cũng nhớ. Nó hiện hữu những cái chuyện ác của anh, nó nằm ở trên đầu. Anh đi đường anh phập phồng, anh lo sợ dầm trước dầm sau có ai phát hiện anh không để níu áo anh. Đó là những cái hành vi bất thiện. Khi tôi nắm vào tay của anh là tôi đã biết rồi. Nhưng tôi sẵn sàng đưa cho anh 400 đô và tôi không bao giờ muốn sợ mất. Vì đó là 400 đô đó, vì lòng con người. Để tôi trao cho anh. Tôi mong rằng cái sự phán đoán của tôi là sai. Nhưng khi anh nhớ là tôi kêu anh ghi cái số ID an sinh xã hội của anh, mà anh đã viết sai. Không một người ngoại quốc nào mà quên cái số ID an sinh xã hội của mình. Có đúng không anh? 717. Anh đã viết, anh sửa tới sửa lui. Chỉ cần anh sửa một nốt chữ thôi là tôi biết anh đang
cái lòng dạ của anh không ngay thẳng. Tôi sẵn sàng trao cho anh vì tôi không sợ mất. Tôi tin chắc là tôi sẽ tìm được anh. Mà tôi mong rằng tôi tìm lại anh, đó là câu chuyện không phải là anh lừa đảo ai. Tôi mong muốn làm điều đó, nhưng mà ngược lại, nó đúng theo những gì từ chị đó, cho nên tôi mới đưa anh quay trở lại đây để tôi hỏi cho rõ. Và ngay bây giờ nếu như anh nói anh không nhớ anh lừa ai, tôi sẽ cho anh gặp mặt. Ok, lừa bằng cái cách nào em? Anh nói anh chưa có lừa ai bằng cách nào, đúng không? Ở đây tôi nói anh nghe, anh đang ngồi trước Phật, anh ngồi cái nhà này tâm linh, các đấng Bồ Tát, chư vị Phật, chư vị chư thiên, những người khuất mặt khuất màng. Em đó, anh nói tôi đang nói chuyện với anh, tôi nói thật sự với anh. Người ta ngồi ở đây dòng này, những gì anh đang nói với tôi và anh thể hiện, anh cố để che đậy, không phải thì cái nghiệp anh càng nặng. Không phải là em che đậy tất cả mọi người. Cái trường hợp anh nói này á, là cái thời gian mà em thì em nói anh là em duyên sinh, anh nhớ không? Thì em có đúng, anh nói đúng, em có sinh của cái cô bán bánh tráng ở trên quận có hay không thôi. Dạ có, cái đó em rồi, chấp nhận có. Ok, anh có biết người ta cực khổ, người ta lớn tuổi hơn anh, đáng là mẹ của anh, người ta làm, người ta kiếm từ đồng, mà anh nở lòng nào anh lấy tiền của người họ? Em không lấy tiền, em chỉ rồi bây cô giờ ta em giúp quay trở lại giờ. Cô ta giúp em tôi quay trở lại, tôi nói với anh hồi nãy, những người nào mà bất thiện họ đến tìm tôi để mong rằng lừa gạt được tôi, họ sai lầm. Qua đây sang gửi gắm đến tất cả những ai có những cái hành vi xấu, muốn tìm tới lừa đảo những người làm từ thiện, lừa đảo những cái người có tấm lòng nhân ái, thì trước sau nó quả sẽ chỗ. Nếu mà tìm gặp sang thì quả chỗ nhanh lắm, chỉ cần một nốt nhạc là sang đã biết rồi. Và sang sẽ cho những cái chuyện đó nó phơi bày ánh sáng, để cấm những ai sau này đi lừa đảo trên cái tình con người của người khác, đó là tội ác. Sang đây nói thẳng luôn, đó là tội ác. Vì cái tình con người nó được đón tiếp cái sự nồng hậu, chứ không phải đón tiếp cái sự mà lừa dối nhận tâm. Tôi nói với anh thật sự, bây giờ tôi cho anh dập hết tất cả những nhân chứng, anh đâu có ngờ tôi tìm nhanh dữ vậy, đúng không? Anh đâu có ngờ, đúng không? Và những hành vi của anh nằm vào bạo lực thứ mấy, như thế nào, có được truy tố hay không? Tí xíu đây tôi cho anh những lời nói của anh trước cơ quan điều tra, cho mấy người nhân chứng vô. Tại sao anh phải làm vậy? Anh là con người Việt Nam, bao nhiêu người hải ngoại ở nước ngoài họ có tấm lòng nhân ái, họ thương về Việt Nam, họ thương về bà con mình, tại sao anh đi ngược lại cái vấn đề này, cái đạo lý làm người? Thậm chí những người nghèo khổ mà người ta đi bán hàng rong mà anh còn lấy tiền của họ, những người chạy ráp anh lừa người ta để giết đứng ra giết giấy nợ trả nợ giùm cho anh hứa về bản anh trả tiền. Cái vụ mà ráp cái nợ em, cái đó là em chưa bao giờ. Tôi cho anh coi luôn cái tờ giấy người ta ký nợ cho anh, trả nợ giùm cho anh. Cái chuyện có ráp em là cái chuyện đó em không có. Tôi đã nói tới đây là tôi móc hết tất tần tật, tôi không phải cơ quan điều tra, mà chúng tôi làm việc thiện, cả cộng đồng mạng, cả hơn 90 triệu dân cả nước, người ta đây đồng tình và ủng hộ chúng tôi, kể cả bên khắp năm châu, những người Việt Nam kiều bào hải ngoại người ta đều đồng tình, kể cả cơ quan nhà nước người ta đồng tình để ủng hộ chúng tôi. Thì mấy anh mà tìm tới chúng tôi để mà lừa đảo, đó là cái con đường chúng anh tự
đào mồ sâu mà chúng anh, mấy anh chôn mấy anh. Rồi anh chị có thể bước qua bên này, đi ngang qua luôn. Rồi chị ngồi bên đằng sau lưng của camera giùm xem. Rồi chị ngồi sau lưng, rồi chị cứ ngồi đó để chị nói chuyện với lại bên đây. Rồi anh có biết người này không? Dạ em không anh. Lâu quá không gặp. Anh biết người này không? Lấy dấu rộng vậy hả? Rồi cứ để. Anh biết người này không? Nhớ em không? Sao anh nói nhớ được, nhớ tốn tiền sao? Nhớ em không? Không, em không nhớ. Em chủ khách sạn Kim Long. Chủ khách sạn Kim Long ở đường Âu Cơ, nhớ không? Ngày 18 tháng 7 anh đi lúc 1-2 giờ sáng là anh nhớ à? Mà em nghĩ anh nói không nhớ, vì sao anh nhớ được? Mở tờ giấy nợ cho anh coi. Để em đưa tờ giấy cho anh coi, nhớ liền gì đâu. Anh lừa cái chị góp ký giấy nợ trả giùm cho anh mấy triệu bạc. Tội người ta lắm. 3.6 triệu. Rồi anh đi trong lúc 1-2 giờ sáng luôn, lúc đó nhân viên em nó còn ngủ mà. Nó đâu biết gì đâu, lúc đó em đi tỉnh chứ em có nhà, anh cũng không đi được đâu. Bùi Kim Tuyến. Đây. À, coi đi nhớ. Ngày mấy đây? Ngày 16 tháng 7 năm 2020. Chị này. Đây, nhớ mặt chị không? Hành. Bấm áp giùm cho bố, tí xíu đó bố cho đường lịch. Biết chú cho bố sẽ cho đường lịch. Nhớ chị này không? Chị chở anh đi đó. Đi tới trung tâm thiện nguyện đó, đi tới trung tâm tin lành gì đó để anh nhờ hỗ trợ đó. Nhớ chưa anh? Dạ, em có nhớ chứ. Vậy những gì tôi nói với anh nãy giờ có đúng không? Dạ, thưa anh đúng. Đúng đúng không? Rồi, anh có nhớ anh này không? Xã sao rồi? Hả? Xã sao? Khoan hỏi bà xã đó. Nói chuyện này đi giờ sao? Sao bây giờ theo anh như thế nào? Anh có lừa tiền của anh này không? Cái này là không phải là lừa. Là tôi hỏi anh 1.000 đô và 1.900 đô của anh lấy của người ta để anh làm gì? Anh đến anh mượn người ta, giống như anh mượn tôi 300 đô vậy, để anh đi về Mỹ. Anh trả lời sao 1.900 đô của người ta? Ngay kể cả người thân mà anh còn dám chơi cái trò này. Chưa kể là ở 3 ngày tôi dẫn đi ăn nhậu, tôi lo hết 200 mấy chục đô của tôi nữa. Bây giờ anh trả lời, tôi muốn anh trả lời 1.900 đô của người ta. Anh nói như thế nào? Là em cũng chẳng biết phải nói bằng cách nào. Thì chỉ có cách là trở về nước thì thanh toán bằng một cách nào. Bây giờ chứ em cũng biết phải trả lời bằng một cách nào. Về nước bao lâu? Anh nói tôi anh mượn đi về hiện nay là một năm mấy rồi. Anh gặp ai muốn nói anh mượn tiền đi về nước, anh tôi thấy anh có về đâu. Có nhiều cái trường hợp, có hoàn cảnh mà hoàn cảnh làm sao anh ở với tôi 3 ngày, tôi lo anh từ A tới Z, ăn uống tôi chở anh đi, đủ thứ công việc của anh cần một cái là tôi chở anh đi, chẳng qua là anh là gia dế của tôi thôi, tôi mới để anh cái chuyện đó. Chẳng những vậy rồi tôi đưa anh mượn tiền rồi anh lại đi nói xấu tôi nữa, là những cái điều đó là tôi không thích. Ok, tại sao anh làm vậy với người thân gia đình của anh? Anh cho phim. Dạ.
Anh có biết chị này không? Anh có biết là ai đi không? Tại sao anh á nói dối á là anh mượn tiền tôi? Anh nói là anh mượn tiền. Giang Minh có điều gì? Anh nói dối tôi, anh mượn tiền để coi như là hả anh trả hả cái phần tiền mà anh thiếu của cái người taxi á, mà anh ở nhờ nhà người ta giúp đỡ anh ở trên Bình Dương. Anh nói anh mượn 10 triệu đó để anh trả bớt cho người ta để trước khi anh về Mỹ. À, rồi á hả? Anh gạt tôi, rồi anh còn xuống mấy lần nữa, anh gạt tôi, anh còn nói là hả đội bộ sơn mài gì á của ba anh thích, của cái người nào đó thích, rồi anh mượn thêm một ít nữa. Nhưng cũng rất may cho tôi á là cái tiền mà tôi đưa cho anh á là tôi đã chuẩn bị đóng học cho con tôi, mà tôi rất là day dứt luôn. Anh nói là cho anh mượn đi, anh về là tuần sau anh gửi qua liền để đóng học cho các cháu, mà trong khi tôi nhắc ngắt cái tiền đó ra à, để tôi đưa cho anh. Anh còn lừa tôi tiếp một lần nữa, nhưng mà cũng may là tôi không có chạy mượn có, chứ phải chứ tôi chạy mượn có là giờ tôi thêm một khoản nợ ở ngoài rồi. Anh nghĩ sao vậy? Anh nói là anh chỉ mượn mấy ngày thôi, mà trong khi đó anh lừa tôi 10 triệu. Anh nghĩ sao vậy? Anh trả lời đi, bây giờ có thì anh trả đây cho tôi. Anh lừa tôi, giờ có thì anh trả đây cho tôi. Anh trả lời chị. Tại vì không có. Thật sự là chúng mình không có gì hết. Ngày mai mình trở về mình... Anh nói ngày mai anh trở về đúng không? Vé nó máy bay là anh được. Bây giờ tất cả mọi anh sai sao? Lầm khi mà anh đến với sao tôi á, tôi gọi lên tất cả các biết. Hãng bay trong hàng không á, tôi đủ khả năng để tôi mua ra cái tên của anh nằm trên cái giấy passport. Có đăng ký cái hãng nào hay không? Anh có tin tôi làm được điều đó không? Em tin điều đó. Đúng không? Tại sao tôi anh nhớ là tôi kêu anh ghi cái ID an sinh xã hội của anh. Nếu người quốc tịch nước ngoài không một công dân nào quên cái số ID an sinh xã hội. Nhưng anh sai lầm. Anh cầm cái bút lên, anh chỉ cần một nét sai, nét chữ của anh sai, sửa con số là tôi biết anh đang sai, anh đang lừa dối. Mà tôi đã nói với anh, tôi giúp anh là vì cái lòng nhân con người. Và cái gì tôi tri ân Mạnh Thường Quân nước ngoài, tôi không có muốn phân biệt bất kỳ một ai. Tôi muốn tri ân tất cả những người ở kiều bào hải ngoại, những người đã ngày đêm làm cực khổ mồ hôi công sức để người ta giúp đỡ cho bà con ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ anh cũng là cái người ngoại kiều đi về Việt Nam cơ nhở để mà một lúc nào đó anh cần cái sự giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng. Và tôi giúp đỡ anh, tôi nói để giới tính cách là cái lòng nhân con người với nhau. Nhưng tôi đã nắm tay anh và tôi nhìn vô cái nét chữ anh viết, anh đã sai. Nhưng tôi hứa trong lòng với tôi đưa anh 400 đô tôi không sợ mất. Và tôi có cách để anh quay lại. Nhưng anh thật sự cái cách mà anh đi lừa đảo mọi người, cho tất cả những ai mà mong muốn lừa đảo khi tìm tới Sang, thì đó là một cái kết không đẹp. Đừng mong lừa đảo lên trên cái lòng thương người của người khác. Chúng ta làm cái việc bất tiện là chúng ta sẵn sàng đón nhận cái mồ sâu để chúng ta đi. Nhân quả trả liền. Anh sai lầm trên cái kênh Hội Thiện Nguyện BDS với lại trang fanpage Hội Thiện Nguyện BDS, chạy rộng khắp cả nước, kể cả bên nước ngoài. Chỉ đăng lên trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thông tin nó chạy khắp nơi. Nếu những ai có mưu cầu để mà lừa dối vào lòng thương hại người khác thì hãy nên ngừng ngay. Và hãy nên sống thật với bản thân mình. Hãy làm con người Việt Nam. Không chỉ riêng con người Việt Nam, trên thế gian này nếu chúng ta được làm người, hãy làm người tốt. Đừng sanh tâm khẩu ý của mình để mà hại bất kỳ ai, đặc biệt là đánh vào cái lòng thương hại của những người chuyên đi giúp người khác. Đây anh chị đây cũng là giúp anh là người ta vì cái lòng nhân. Khách sạn đây giúp anh cũng là vì lòng nhân. Anh lừa cái người gáp để ký giấy nợ trả dùm cho anh, vuốt cuộc anh trả đừng ta đồng bạc nào. Kể cả bà bán bánh tráng trộn, người ta đáng thủ mẹ của anh. Ta tạo từng kiếm từng đồng từng cắt. Anh sức dài dai rộng. Anh 52 tôi 50. Chúng ta đều có hai bàn tay để kiếm đồng tiền trên chân chính đúng luật pháp. Tại sao chúng ta không làm mà chúng ta đi lợi dụng những người khác, bóc lột trên sức lao động của những người khác? Đó là hành vi tội ác của anh à. Hồi nãy tôi hỏi đi hỏi lại anh cam đoan với tôi anh không lừa ai không? Anh nói không, không có lừa ai. Bây giờ anh trả lời sao với anh này 1.900 đô, đó là người thân của anh đó.
anh trả lời làm sao với lại tiền của chị này? Tiền của con, người ta đóng tiền học cho con người ta. Anh lấy tiền đó, đứa bé không có tiền để đi học, vậy lòng nhân anh để đâu? Anh lấy tiền của bà bán chánh trộn, bán chánh trộn, anh lấy tiền của người khác, anh lừa luôn kể cả khách sạn, mà không chỉ riêng về khách sạn này đâu, còn nhiều lắm anh à. Cả hệ thống ở ngoài bến xe miền Đông, những người đó sẽ gặp anh tại cơ quan điều tra. Anh trả lời, tôi muốn anh ngay lúc này anh trả lời. 1.900 đô, đây là người thân của anh, giúp đỡ anh. Còn những người đây, người ta dám bóp bụng tiền, đóng tiền học của con mình để giúp đỡ cho anh. Anh trả lời đi, đóng tiền học cho con của người ta mà người ta đưa cho anh. Do cái cô bán bánh tráng trộn, người gáp, do chủ khách sạn ở đây. Tờ giấy nợ đây, anh nhớ cái tờ giấy nợ nào anh nói anh nó đừng không nhớ à, nó không nhớ. Tôi nói anh nó làm việc thiện thì anh ngủ ngon lắm, anh làm việc bất thiện anh nói đừng nói anh không nhớ, tôi chắc với anh luôn. Anh ngủ anh nằm mơ anh cũng thấy những người anh lừa đảo. Anh bước ra ngoài đường đi một bước anh ngoái đầu lại tới 8 lần, sợ người ta sẽ nhìn thấy anh. Cái việc bất thiện luôn luôn lúc nào cũng đeo bám chúng ta, cho nên chúng ta phải gắng cố gắng sống thật. Tờ giấy nợ này, giấy chứng minh này của cô gáp này, anh nói với tôi là anh không nhớ không? Có hay không? Tôi chỉ cần anh trả lời có hay không thôi. Dạ có, em có trả lời có nhờ. Rồi, bà bán chứng trộn, những lừa tiền bà bán chứng trộn có hay không anh? Có hay không anh? Trước khi tôi đã quyết định đưa anh lên cơ quan điều tra, tôi cần anh ở đây, anh phải nói thật hết, anh lừa bao nhiêu người. Nghiệp nó sẽ trả nhanh lắm. Đây là lần cuối cùng tôi muốn anh phải nói thật. Anh lừa bao nhiêu người rồi? Anh có lừa ai trên Buôn Mê không? Bao nhiêu người ở Buôn Mê thôi? Dạ. Anh càng quanh to thì cái tội của anh càng nặng ấy. Anh càng quanh cháu thôi, nó giúp đỡ cái nọ chứ còn đâu có được cái gì. Anh càng quanh to tội anh càng nặng đó. Tôi dám đưa tiền anh được là tôi nói thật, tôi không có giờ mà tôi sợ mất. Tôi nắm tay anh, tôi nói rồi, khi mà tôi giúp bất kỳ một ai, những người đó gian dối hay không, tôi nắm tay vô tôi biết rồi. Anh đang ngồi ở đây trước Phật nè, các vị chư duyên, các vị Bồ Tát, các vị trước mặt của ngài rất là nhiều, để coi cái nghiệp của anh, anh có biết sám hối hay không, hay là anh cố tình. Anh có thể ngước mặt anh lên, anh ngẩng cao đầu đi. Quý vị khán giả cũng như cô chú anh chị mình quân trong nước và ngoài nước, bữa nay thấy được cái gương mặt của Kevin, những hành vi của anh ta làm từ bấy lâu nay, xuyên suốt đi mọi vùng miền để mà lừa tiền của những người có tấm lòng nhân ái. Và cái ngày mà anh ta đến nhà Sang lấy 400 đô đó là Sang nghĩ là cái ngày kết thúc cái việc lừa đảo của anh ta. Cho nên những ngày qua Sang không muốn trả lời trên cộng đồng mạng là vậy. Sang muốn trả lời bằng cái video này, nó cụ thể rõ ràng. Những con người giả dối nên chấm dứt ngay những hành vi giả dối, vì luật pháp Việt Nam không tha thứ bất kỳ một ai, và kể cả cộng đồng mạng, hàng triệu người dân trên cả nước không tha thứ bất kỳ ai nếu như chúng ta sống vào những cái hành vi tâm bất thiện, gây nên những cái tội ác trên những đồng tiền xương máu của người khác, trên những cái sự nghèo khổ của người khác. Tôi trao cho anh tiền, tôi nói đây là một số tiền đối với người nghèo là một tài sản anh ạ. Nhưng anh vẫn cầm. Và ngày hôm nay tôi nói tôi đưa trao cho anh tiếp thêm tiền, anh vẫn vui. Nhưng anh quên rằng cây kim trong bọc lúc một ngày nào đó nó sẽ lòi ra, chẳng có chị nào gửi tiền cho anh cả. Đó là cách để mà tôi muốn phơi bày sự thật.
Anh trả lời tiền của chị này như thế nào, chị trả lời như trả lời cho người ta như thế nào, tiền của anh này 1.900 đô anh trả lời như thế nào. Cô bán bánh tráng trộn, cái chị chạy xe gáp, những người này trước đấy, Phan hay nói tới tiền tôi, anh lại lấy tiền đó làm gì? Anh gạt bao nhiêu người từ đó tới giờ? Tổng số tiền anh gạt là bao nhiêu? Tôi cho anh nói lời nói cuối cùng trước khi tôi đưa anh lên cơ quan điều tra. Anh có thể ngẩng cao đầu là anh nói chuyện với tôi. Nói chung thì bây giờ em cũng không biết phải nói giải thích bằng cách nào. Nói chung là sau lưng em, với những người khác mà kèm nọ kèm mà tính không được, ta đập anh rồi đó, tôi hứa danh dự. Nhưng ở đây những người ta bấm bụng để cho anh mượn tiền, người ta có cái tấm lòng nhân, người ta không làm chuyện đó, dơ bẩn. Giờ anh trả tiền lại người ta bằng cách nào, anh nói tôi. Không biết phải nói bằng cách nào. Anh đừng khóc, anh phải nói cho nó rõ ràng. Bây giờ nói là không biết bằng phương cách nào, chỉ cầu xin tạm, nếu có cơ hội thì các bạn sẽ gửi lại, bởi vì khi nó làm được mình sẽ chịu được. Thì tôi chỉ có cầu xin là cho tôi một cơ hội, bởi vì cái số tiền mà tôi làm tôi như thế này á, sau lưng tôi cũng vì tôi mui mặn. Anh mui gì? Mui mặn tin tưởng một người để người ta. Anh chấm dứt nghe dựng nhân những câu chuyện đó nữa đi. Thì bây giờ tôi muốn anh phải giải quyết số tiền này với người ta như thế nào, và những người anh đã lừa ở ngoài bến xe miền Đông, và số người ở bên trên Bông Quân Thuộc và bên Tân Phú. Chỉ một tôi đóng ra hàng loạt luôn. Chỉ một điều duy nhất là tôi chỉ cầu xin, tôi xin một cơ hội. Nếu có một cơ hội thì tôi sẽ có thể trả một lúc không thành, nhưng tôi sẽ có những cái danh sách, thì tôi có cơ hội tôi sẽ trả được những gì tôi sẽ trả. Tôi chỉ cầu xin một cơ hội. Anh trả bằng cách nào? Cũng như em nói rồi, nếu em có một cơ hội thì em sẽ trả. Có sau khi anh ra tù anh trả hả? Có thể trả một lúc không được, nhưng có thể. Anh không gọi về cho cha anh làm trong Nhà Trắng để mà gửi tiền qua trả cho người ta. Anh nói cha anh làm bên Nhà Trắng mà về hưu. Ông ta bây giờ nằm viện rồi. Ông ta bây giờ nằm viện. Bác bò anh đâu? Cái hộ chiếu của anh à? Giấy tờ tùy thân anh đâu? Anh cho tôi mượn con. Anh nói anh mua cái vé máy bay rồi, ngày mai anh nuôi về. Cái vé đó đâu? Thật sự nó là hư không, không có. Có đúng không? Có đúng không anh Trần Việt? Chuẩn bị nổ máy xe, mở máy lạnh, chở lên cơ quan điều tra, lấy cái dây cút vô đây. Tôi cho anh nói khai thật hết tất cả mọi thứ trước khi tôi đưa anh lên cơ quan điều tra. Những gì anh gieo rắc đến xã hội này với những người có tấm lòng nhân ái thì anh phải trả giá. Đó là quy luật. Tôi không ác, tuy rằng tôi là người tu, nhưng tôi làm đúng theo lương tâm của những gì tôi mách bảo. Anh phải trả giá về điều này. Nếu như tôi không ngăn cản anh, tôi không can đảm đưa anh 400 đô, thì sự thật anh còn đi đánh lừa bao nhiêu người nữa, gieo dắt lên cho bao nhiêu người đau khổ nữa. Hả anh Kevin?
Tôi đã nói rằng tôi đưa cho anh 400 đô là tôi có hai cái. Và cái cuối cùng nó là cái gì? Cái thứ ba bây giờ tôi nói luôn, đó là cái tôi vạch mặt những kẻ chuyên đi lừa đảo khi tìm đó tôi. Mặc kệ thế gian ai cũng muốn nói gì mà nói, nhưng tôi luôn phải đứng về cái lẽ phải. Lẽ phải và chính nghĩa nó không bao giờ mà bị phai mờ bởi những cái sự tàn ác, những cái sự lọc lừa của em. Hôm anh gặp tôi anh chưa đeo cái sợi dây chuyền vàng trắng này, 400 đô về rồi, bây giờ anh chuẩn bị đeo dây chuyền vàng trắng. Và tôi biết luôn anh chuẩn bị, anh hẹn với bên chỗ em tưởng vào lúc 3 giờ chiều nay qua bển xin tiền người ta. Có đúng không? Có đúng không anh? Chị mình làm xấu xa chạy đừng trời cũng không thể nào mà giấu được. Giấu được ngày hôm nay không thể nào giấu được ngày mai. Tốt nhất chúng ta hãy sống với tính cách là con người, đối xử với con người. Đừng bao giờ lợi dụng vào những cái đồng tiền của người khác, trên sức mồ hôi lao động của người khác để chúng ta thỏa mãn cái dục vọng của chúng ta. Cột nó đem đi ra qua bên kia để mấy đứa đem đi xuống dưới luôn đi, nó ồn lắm. Lấy sợi dây ba tấc vô. Cái gì? À, cái cô này cũng bị chú. Đúng rồi, rồi chứ anh cứ ngồi đằng sau camera. À, cô chú anh chị cứ ngồi đằng sau camera. Lấy dây hút ba tấc vô đây thôi. Cô là gì? Chị cho em hỏi, chị đến tìm em có việc gì? Chị cứ nói ngồi sau camera chị nói. Dạ. Chị nói lớn lên cho mình. Dạ, em có nghe anh này ở khách sạn Duy Hưng á, nói là thấy anh Tuấn trên đây, là em muốn ra đây em gặp anh Tuấn để em lấy tiền. Để hồi đó. Không lấy tiền. Dạ. Tại vì hồi đó là trong chứng minh anh Thanh Tú ngoài tên Tuấn. Anh ngủ tịch nước ngoài tại sao có giấy chứng minh nhân dân? Tôi quên nói anh cái điều này. Anh chơi đi. Tôi xác minh đến nỗi mà anh có luôn cái giấy chứng minh nhân dân. Và anh là người nước ngoài hay người Việt Nam? Quốc tịch Mỹ hay là quốc tịch Việt Nam? Anh nói rồi nghe. Hả? Quốc tịch Mỹ là tức quốc tịch Việt Nam. Mỹ em. Sao anh có chứng minh gì? Trước kia anh gây tội gì bên đó? Và trục xuất về đây? Nó gây tội gì? Anh chắc không? Tôi nói thật với anh đó, anh ngồi với tôi, anh khó mà lòng anh che đậy được. Rồi cái đó tí xíu tôi để cho anh nói chuyện với cơ quan điều tra. Chị có thể chị nói trình báo về cái việc của anh Tuấn này. Về cái vấn đề nào liên quan về tiền bạc giữa anh và chị? Dạ nói chung là hồi năm rồi á, là cũng tầm này là em ảnh có tới ảnh than là ảnh qua bên đây. Anh giờ mặt người ta kìa, anh lấy tiền của người ta. Qua bên đây. Cái sự mà đau khổ người khác anh phải giờ mặt người ta. Anh đừng đụng nữa. Ảnh qua anh đây ảnh chơi nhưng mà bị đi chơi bị móc túi, mất hết tất cả giấy tờ. Bây giờ ảnh đang đợi ba ảnh ở bên bển để làm giấy tờ để gửi qua đây cho ảnh về bên đó lại. Thì cũng tầm 27-28 Tết rồi. Thì em thấy cũng khổ thì em nấu cơm nấu nước rồi cho ăn Tết nhất rồi em lo hết này kia nọ. Rồi tiền trả tiền khách sạn không có. Em cũng là người đưa tiền trả tiền khách sạn luôn. Nhưng cuối cùng cái ngày cuối cùng đi á là nói là để dắt con em ra ngoài đón ông già để lấy giấy tờ này kia nọ thì không có đi, nhưng mà dọn đồ đi không nói em tiếng nào hết. Đó, rồi sau này em điện thoại á, thì nói em là tháng 7 tháng 8 gì anh về, có gì anh gửi lại cái đó cho em, nhưng từ đó trở về sau là chặn cuộc gọi hết tất cả. Nếu mà người đàng hoàng đối với em như đó không đáng, nhưng mà liên lạc bình thường không nói này là chặn hết tất cả. Nhưng mà em tức cái là em lo cho cùng cảnh ngộ em cũng khổ,
nhưng mà cái sự đó không có đền đáp lại cho em, mà hả, gạt em cũng khổ, em cũng đi mượn tiền lời tiền góp ở ngoài để về em lo cái khoản đó. Bây giờ em trơn tru giống nhũi như con chó chứ đâu phải em sung sướng gì đâu. Người ta giúp anh mà người ta phải trốn dây mượn nợ, người ta trốn anh dầm mặt người ta, anh tháo mất kiếm anh, anh dầm mặt người ta. Những hành vi của anh là em vừa lo cho ăn, em vừa đưa tiền cho, rồi vừa em buôn bán. Ta buôn bán là kiếm từ đồng từ cấp. Giờ mẹ con em phải đi xuống đường Mai Chí Thọ bán. Của mẹ... chị tổng cộng số tiền là bao nhiêu? Dạ 11 triệu. 11 triệu. Được mượn anh. Còn anh kia, cái tiền của anh như thế nào? Anh lấy tiền của em anh. Em ở khách sạn. À. Nhưng mà ảnh làm phiền anh đã, anh được cái sao ảnh ở khách sạn của em à. Nhưng mà ảnh làm thì làm mượn tiền của người ta tới khách sạn em đòi quá trời đòi luôn, nên ở nhà em ai cũng bực bội hết á. Ảnh cứ lừa hết biết bao nhiêu người tới tìm kiếm luôn, đến đổi thằng vé số mà ảnh còn lừa luôn. Sao chứ cô sao chứ? Nói cái thằng cục tay nó đi ngang nó cũng hỏi, nó hỏi là chị có thấy cái anh người Tây mà ở ngoài khách sạn này không? Tâm anh lấy tiền của người hỏi có gì không? Nói ảnh cũng là ấy của em mới. Rồi cái lúc mà ảnh mượn điện thoại của em ảnh gọi á là cũng có cái số điện thoại của cái thằng đó tên Hiếu. Nó nói chị ơi, em cũng bị gạt rồi chị ơi, ảnh mượn tiền em, ảnh nói là để anh đi đón ông già ảnh gì đó, rốt cuộc giờ cũng em liên lạc cũng không được luôn. Nó nói chị cũng nằm trong cái đó luôn nè em. Chị mới ra khách sạn chị hỏi xong chị về nè. Rồi, cảm ơn em. Thì anh xin phép được giấu tên cho tất cả những người mà bị anh ta lừa, hàng trăm người. Thì những người đó sẽ có mặt ở tại cơ quan điều tra. Chuyện ai đúng ai sai, đủ chức năng để mà đưa anh ta ra pháp luật để mà trừng trị hay không, đó là việc của cơ quan nhà nước. Còn việc của Sang tới đây là Sang cảnh báo bất cứ ai nếu như muốn đi lừa gạt trên mồ hôi công sức, đồng tiền xương máu của người khác, đặc biệt những nhà hảo tâm, những người có tấm lòng nhân ái, thì nên chấm dứt ngay. Việc của anh chị làm một ngày nào đó nhân quả nó sẽ trả liền giống như ngày hôm nay. Mà khi hình ảnh của anh chị đã được ngăn chặn trên tất cả những cái thông tin truyền thông, thì tôi tin chắc đó là cái mồ sâu để anh chị không có đường để mà quay đầu. Đây không phải là Sang án, nhưng những gì ngày hôm nay Sang làm là Sang muốn ngăn chặn cái việc này để không ai bị lừa đảo nữa. Ngay cả người tàn tật mà anh ta còn ngày ẩn lấy tiền nữa, theo như lời chị này. Anh nghĩ sao bây giờ đồng tiền của người ta xưng máu về 11 triệu đồng, giờ các em bán cái số tàn thật nữa. Anh Tú, tôi sẽ giúp anh về Mỹ. Anh có tin tôi nói là điều này tôi làm được không? Tôi giúp anh về Mỹ. Tôi sẵn sàng bỏ tiền túi cho mua vé máy bay anh về Mỹ. Nhưng anh phải trả giá những hành vi nào của anh đang làm gây lên cho người ta sau khi anh ra tù. Anh đừng ở Việt Nam này nữa. Nếu mà anh là người quốc tịch nước ngoài, anh đừng ở Việt Nam để anh gieo rắc lên những người khác nữa. Tôi cam đoan, tôi nói với anh điều nào được là tôi làm được điều đó. Vậy cuối cùng anh là người quốc tịch Mỹ hay là người Việt? Quốc tịch Việt Nam. Hả anh? Dạ, Mỹ anh. Hả? Mỹ. Mỹ đúng không? Vậy phút này anh trình bày cho tôi anh lấy cái gì chứng minh anh là người quốc tịch Mỹ? Chính xác rồi, giờ anh, tôi cho anh nói nhớ là anh lừa được bao nhiêu người rồi. Số tiền không nhỏ. Không nhỏ đâu anh à. 1900 đô kia mới, đây mới,
rồi giáp mớ, bán cho cây mớ, bán bánh tráng trộn mớ, bán giấy số mớ, lung tung xoẹn. Số tiền lớn lắm, tội nặng lắm. Thôi thì anh nói lời gì nào với lại mọi người, trước khi anh lên gặp nợ, gặp bên cơ quan điều tra, giờ này người ta làm việc rồi đó. Trước khi lên xe đi, anh nói đi, anh đưa lên đây đi. Nói lên. Thì với cái anh hỏi số tiền nó lừa để làm gì, câu hỏi này thật sự ra nó đã có rồi. Trục lợi trên đồng tiền xương máu người khác để dục vọng trên bản thân của mình. Làm gì anh có được bị nghĩ đâu mà anh nói gì vậy, nghĩ anh lừa hết người này người kia cho anh đi về bên đó, anh đã về lâu rồi đó. Anh lừa tôi, anh nói anh đi về Mỹ nọ kia, một tuần sau anh gửi tiền qua để anh trả cho tôi, để tôi đóng tiền học cho con tôi. Anh nói anh về Mỹ, bây giờ anh không có cái đường nào để anh đi về Mỹ hết á. Anh có ra tù anh cũng không có đường nào về Mỹ hết á. Có đây có nhiều người nè, đếm đi đếm lại mười mấy người, anh không nói đi một hồi nữa lại công an á, 100 người. 100 người, anh trả lời đi. Tiền của tôi anh lừa mà tôi không có tiền để đóng học cho con tôi, anh trả lời tôi đi. Trong khi đó tôi bóp bụng để coi như là đưa cái tiền đó để cho anh, để anh giải quyết, để về bên kia anh trả nợ cho cái người nào trên Bình Dương đó tạm thời. Nhưng thật ra anh lấy cái tiền đó, tôi không có tiền đóng học cho con tôi, mà con tôi hả bị nhà trường khiển trách, mà đến nỗi cô bảo mẫu không có lãnh lương cái tháng đó, cô bảo mẫu gọi về gia đình luôn, không có tiền, cô bảo mẫu đâu có được lãnh lương của nhà trường tháng đó, tức là phải qua tháng sau cô bảo mẫu mới được lãnh lương. Nhận hỏi chứ con tôi thì con gái nữa, anh nghĩ sao vậy, anh làm ăn kiểu gì vậy, anh có được về Mỹ đâu mà anh nói anh về Mỹ. Nếu anh về Mỹ anh đã về rồi chứ anh nghĩ sao mà anh đi lừa, mà một người như anh mà anh đi lừa, anh nhìn thử anh cũng đẹp trai chứ bộ, nhìn cũng sạch sẽ bảnh tỏng, sao anh đi lừa hết người này đến người kia vậy. Bây giờ 10 triệu của tôi anh trả cho tôi. Anh tháo cái sợi dây chuyền ra anh trả lại đi. Chuyện nó bằng như vậy, mua hết nhiêu tiền, tiền trắng không hả? Anh trả cho tôi. Tôi còn tưởng anh tốt lắm chứ, tôi còn chở anh đi ra nhà hàng ăn nọ kia, rồi tôi bao anh nọ kia chứ. Mà anh nghĩ sao tôi sống với anh như thế nào? Rồi anh... của anh còn trong người bao nhiêu giấy tờ đâu, móc ra mà. Để tôi đem lên tôi nộp cho bên công an hết. Anh trả cho tôi đi. À rồi. Có clip anh hẹn ta 3 giờ chiều nay nhận tiền. Anh nói chuyện với ta bên không bụi á. Anh hẹn ta chiều nay 3 giờ anh qua nhận tiền ta nữa nè. Cũng là y cũ. Nó bắt đầu lên coi cái video anh đang chuẩn bị lừa người ta vào lúc 3 giờ chiều nay nữa. Anh quá nhẫn tâm. Anh quá nhẫn tâm. Tiền anh lấy không về đâu hết, còn trăm mấy ngàn anh cho viên. Còn trăm mấy ngàn vậy? Tiền đâu rồi? 1.900 đô. Và dốc công chở anh đi tới đi lui để mà giúp đỡ anh, người thân của anh ấy. Mà anh cũng không tha. Nó phải người không? Và giấy tờ anh móc bóp được hả? Móc ra đi. Hiện tại giờ đồ đạc anh để đâu? Dạ. Đồ đạc anh để đâu? Vé bắt bò đâu? Vé máy bay đâu? Anh nói mua vé máy bay rồi. Cái chỗ mà anh ở đâu?
Chỗ nào, chỗ ở chỗ nào? Anh ở đâu? Dạ anh ở đâu? Anh đừng nghĩ tôi không biết. Tôi đem anh được về tới đây để ngồi đây, tất cả những nhân chứng ở đây là anh đừng nghĩ tôi không biết. Anh ở đâu? Lấy bọc bỏ hết này chở lên công an phường. À, anh vô làm gì đây? À, lấy cái bọc lên. Bọc và bỏ đâu, bỏ đồ đạc nè. Đem công an phường. Vô lấy cái điện thoại. Trước khi lên công an phường anh nói với là những người này như thế nào? Anh trả lời về cho người ta cái số tiền của anh lấy của người ta bây giờ như thế nào? Tôi xin lỗi thôi, khi nào có... Anh nói lớn lên, anh ngước lên, anh nói lớn lên. Thứ nhất là người thân của anh nè. Anh đâu mất kiếm ra nha, anh nói đi. Anh nhìn tôi nè. Anh lấy tiền người ta được, anh phải nhìn thẳng vô người ta anh nói chuyện. Xin lỗi, khi nào có cơ hội thì... Cơ hội là chừng nào? Cũng không biết được. Ủa, tôi nghĩ anh giờ không có cơ hội luôn á. Không có cơ hội luôn á. Trong gia đình anh á, mà anh chơi cái trò này, tôi muốn chở anh tới lại cái nhà của anh á, để cho nó êm, nhưng mà thôi, để tôi để cho xe bullet là chở tới tới nhà anh. Anh trả lời với anh đi, trước khi anh đi đâu lên chính quyền. Cách nào trả lời? Hả? Không biết cách nào trả lời. Tôi nãy giờ tôi kèm chế lắm, tôi mà gặp như một năm trước là tôi đọc anh banh sát. Tôi hối anh giữ với anh. Tôi sao không biết cách nào trả lời. Em cũng khổ lắm chứ đâu hỏi em giàu có gì đâu anh. Anh tới nhà em, anh thấy mẹ con em đối đãi với anh như thế nào. Giống như một người trong nhà, anh muốn ăn cái gì em vẫn đi chợ mua riêng cho anh. Anh nói anh không có tiền trả tiền phòng, em vẫn nhín tiền chợ để em đưa cho anh. Người ta không quen biết mình. Thà anh nói với em một câu, bây giờ anh không có, anh tới đây anh nghèo khổ rồi, anh không có. Em có em cho anh, em chấp nhận em cho. Còn em đi mượn, anh biết 1 triệu một ngày bao nhiêu không? Đóng người ta 10 ngàn tiền lời. Mà 11 triệu anh thấy giờ này mẹ con em trốn ngoài đường luôn không? Mẹ con em trốn ngoài đường, ngủ bờ, ngủ bụi luôn. Quá tàn nhẫn như Việt Nam. Mày là ác luôn á. Một con người Việt Nam ở sống ở đây chắc không ai giống vậy đâu, có một không hai. Đâu biết anh nói là anh là đạo tin lành ở trong Chúa. Thà anh nói. Mặt những người đạo tin lành khác đó. Anh nói anh tin Chúa, tôi cũng là đạo Chúa. Dạ anh làm mất mặt cho tất cả cô chú anh chị mà ở hải ngoại nữa. Anh làm cho người ta tin tưởng anh. Nếu như cái ngày anh nói anh ra sân bay anh đón ba anh, mà em đưa con gái em ra đi cùng với anh thì giờ thì con gái em còn ở đây không? Hơn là em cản, em nói là không có quen biết gì hết. Anh đi anh ra anh đón ba anh một mình thôi. Em không cho con em đi, con em mới 17 tuổi thôi. Nếu ngày đó em đưa cho nó đi thì giờ này em biết kiếm con em ở đâu? Nói gì với người ta? Tí xíu nữa lấy được hết số tiền đòi của tất cả những cô chú anh chị nào mà bị trả lừa. Lấy thông tin lại đây cho bố. Dạ. Anh phải trả giá những gì anh đã làm. Bây giờ đợi tránh mất thời gian của anh chị. Sang sẽ giao cho cơ quan điều tra người ta làm việc. Tội ác sẽ được trừng trị thôi. Đó là quy luật. Nhân quả. Gieo nhân lành thì hưởng được trái ngọt. Anh gieo cái quả ấy, thì anh phải gắng cố gắng nhận cái quả này. Không chạy đâu khỏi được đâu. Khi mà anh tìm tới tôi là tới cái ngày anh trả quả rồi đó. Anh đừng nghĩ anh tìm tới tôi là anh hãnh diện anh lừa được thêm bao nhiêu người nữa.
tí xíu nữa chị cho em xin thông tin lại. Và tất cả những cô chú anh chị nào xem không có tiện để ghi hình lên trên đây thì mong quý vị cũng thông cảm. Thì tất cả những gì ngày hôm nay là cái video này, trách nhiệm của Sang là phải vạch mặt để ngăn chặn cái việc mà xấu xa này, để gây hại đến cho bao nhiêu người khác nữa, đặc biệt những anh chị đang ngồi đây. Ngay kể cả toàn người tàn tật bán với số mà cũng còn những tâm mà anh cướp tinh trên cái đồng tiền xương máu của họ, thì tôi nói thật với anh, không còn gì để nói với anh đâu. Sang xin tạm dừng cái video ở đây, rồi Sang sẽ đưa lên trên phường cho quý vị thấy cái khung ảnh là lên trên phường để mà làm việc, là lúc đó Sang xin kết thúc. Còn mọi việc phường xử lý như thế nào, đó là cơ quan chức năng người ta đủ thẩm quyền để người ta chi tố về cái tội trạng ở cái góc độ đi lâu hay đi chậm. Anh đi ra quay lại chở tôi mua vé máy bay cho anh về, tôi nói được tôi làm được. Chứ anh ở Việt Nam mà công anh hại người khác nha. Với tôi nói thật, những kẻ tôi không bao giờ mà tôi ngần ngại mà để mà tôi đứng yên để cho những kẻ ác đó gây hại tới người khác. Tôi chưa bao giờ biết chùn bước bất kỳ những cái ác nào ha. Rồi Sang xin tạm dừng đây, mời quý vị hãy xem tiếp cái đoạn đường Sang đưa lên cơ quan điều tra. Thì anh lấy xe rồi bỏ lên xe không đi đâu. Đã chở vô rồi cả nhà ơi, đợi xíu coi sư phụ vô tính sao. Rồi tội phạm đã chở vô tới đúng rồi, tới phường rồi. Sau qua cái vụ Kevin này thì Sang cảnh báo đến tới những ai mà có hiện tại bây giờ đang gian tâm để đi lừa đảo nhiều khác, mong rằng anh chị hãy nên ngừng lại đi những cái việc khác. Chắc chắn một ngày nào đó sẽ cũng có cái ngày tàn. Thì cái việc mà Sang muốn chặn đứng cái việc này mà đưa lên công an phường để mà giải quyết thì không thể tha thứ được. Nếu mà tha thứ thì anh ta còn đi ra gạt rất là nhiều người, cho nên buộc Sang phải ngăn chặn cái việc này. Mà những người anh ta gạt không phải là những người giàu có nữa, người thân, người lạ, những người cực khổ, những người tàn tật, họ đi kiếm từ đồng từ cắt mà anh ta cứ nhận lừa. Cho nên Sang không thể nào mà bỏ qua cái chuyện này. Sang muốn làm đây là Sang ngăn chặn cái việc ác của anh ta, không nên mà để gây hại đến cho những người khác nữa. Chính vì vậy Sang phải buộc đưa cho cơ quan chức năng. Sau khi đưa vô cho cơ quan chức năng là mọi hành vi và tội ác của anh ta như thế nào thì đó là cái luật pháp người ta sẽ trừng trị. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều có cái đúng, làm phải đúng theo cái trình tự và luật pháp. Mong rằng chúng ta đừng bao giờ làm sai với lương tâm, sai với đạo lý con người, sai với luật pháp trên đất nước lãnh thổ của chúng ta đang ở. Đó là những gì Sang gửi lại thông điệp cho tất cả mọi người. Sau khi anh ta mà được trả tự do, Sang sẽ quay lại giúp đỡ cho anh ta quay trở về Mỹ. Đức thân Sang sẽ giúp đỡ cho anh ta quay trở về Mỹ bằng cách nào đi chăng nữa. Nhưng Sang không muốn để ở Việt Nam, để anh ta sẽ gây hại. Vì về Mỹ, nếu mà anh ta mà gục kịch là tiếp tục những cái trò cũ, là chắc chắn anh ta sẽ bị trừng trị. Đó là những gì ngày hôm nay Sang nói. Giờ Sang sẽ thực hiện. Mong tất cả mọi người hãy thông cảm cho Sang. Và một cái người mà chuyên môn đi tìm những người khác mượn tiền là rồi lẩn trốn, dựng lên những cái câu chuyện để mà dây mượn, rất là bị ổn. Thật sự Sang nói rất là bị ổn. Sang cũng xin phép thay mặt cho những bà con nghèo cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Mong quý vị khán giả hãy chia sẻ những cái đoạn video này rộng rãi để ngăn chặn những cái hình ảnh này, để cho những người khác người ta biết, người ta không bị mắc lừa nữa.
rất chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu xem cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Đoạn clip này được ghi từ là ngày hôm nay. Đoạn clip này được ghi ngày hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2021, tức là ngày 22 tháng chạp năm 2020, dương lịch. Ngày 3 tháng 2 năm 2021 là vừa dương lịch, còn ngày 22 tháng chạp năm 2020 là âm lịch. Xin chân thành cảm ơn.